Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn cách gia công một cái phôi làm từ plexiglass nói chung và cây slingshot số 1 của Độc Chiêu nói riêng. Lý do làm clip này là bởi vì có rất nhiều bạn tức là không biết là cái chất liệu này thì gia công nó như thế nào. Có dễ gia công hay là không và cần những cái dụng cụ gì và cần chú ý những cái điểm gì khi gia công. Còn lý do tại sao mà tôi tạo ra những cái phôi này với mục đích là các bạn đợt nào đam mê có thể tự tạo cho mình một cái slingshot phù hợp với cả bàn tay cầm, cũng như là khi mà mình tự gia công một sản phẩm nào đó thì mình sẽ cảm thấy yêu thích nó hơn là các bạn đi mua sẵn. Bởi vì đi mua sẵn thì nó cũng muôn hình vạn trạng, nhưng mà ví dụ các bạn về các bạn muốn gia công những cái sản phẩm có sẵn đó thì cũng rất là khó, bởi vì cái chất liệu đó chưa chắc nó đã phù hợp với cái việc là các bạn sử dụng để gia công. Thì chất liệu này do quân đội Đức sản xuất và chế tạo, nghiên cứu và chế tạo thì với mục đích quân sự là để làm kính chống đạn cho thiết giáp và xe tăng. Vì vậy cái chất liệu này nếu mà để xét về độ bền thì rất là cứng. Đương nhiên chúng nó cũng có thể sẽ bị gãy nếu các bạn làm rơi mạnh quá, hoặc là rơi đúng những cái góc mà nó nhọn quá thì có thể là nó sẽ bị mẻ. Hoặc là các bạn cầm búa đập vào thì đương nhiên là nó cũng không thể nào mà không vỡ được, bởi vì là nó cũng là một loại kính, nhưng mà đây gọi là kính hữu cơ. Còn cái kính mà cửa sổ ấy thì chúng ta hay nhìn thấy nó thì nó gọi là kính vô cơ. Thì khi gia công thì các bạn chú ý gì? Ví dụ như tôi cầm tay trái đúng không ạ? Tay trái thì chúng ta đặt bàn tay vào và chúng ta thấy nó kích ở đâu. Ví dụ như tôi thấy ở điểm này nó kích thì tôi sẽ phải rũ nó đi, cũng như là những cái cạnh sắc này của nó cũng sẽ làm tôi khó chịu và tôi cũng sẽ phải rũ nó đi. Còn về đồ nghề thì rất đơn giản thôi, về cơ bản là tôi mua một cái rũa gỗ, và cái rũa gỗ này của tôi nó là cái loại rũa gỗ bán nguyệt, nghĩa là nửa hình tròn, gọi bán nguyệt thôi chứ còn thì nó cũng không phải là nửa hình tròn hẳn. Thế nhưng mà nó có một cái độ cong, cái độ cong là để khi mình tiến hành mình rũa thì nó sẽ tạo thành những cái lõm mà chúng ta đặt tay vào nó sẽ không đau không lằn nữa, thì nó sẽ làm chúng ta cảm thấy comfort hơn, dễ chịu hơn và chúng ta sử dụng nó hiệu quả hơn. Tính năng của loại chất liệu plexiglass này thì thứ nhất đương nhiên nó là nhẹ, rất nhẹ. Một cái phôi này nó chỉ nặng cỡ khoảng độ chưa đến 100 gram, rất nhẹ. Các bạn chẳng hạn đưa vào túi thì các bạn hầu như các bạn không cảm giác được cái độ nặng. Thứ hai nữa là cái loại này mà các bạn ngâm nước thì thoải mái, bởi vì cái loại chất liệu này họ thường dùng làm khoang lái máy bay chiến đấu, làm kính và các ô cửa sổ của máy bay dân dụng. Thế cho nên là ngâm nước thoải mái. Thậm chí có nhiều người ta còn làm kính ở bên ngoài của bể cá. Thì tại sao người ta lại làm bể cá bằng cái chất liệu này là bởi vì cái chất liệu này khi các bạn hơ nóng lên các bạn có thể uốn cong. Thì đơn giản là nếu trong trường hợp các bạn mà làm cho cái phôi này nó nóng ở một nhiệt độ nhất định, các bạn hoàn toàn có thể mở rộng độ trạc ra, mở rộng chéo ra này, hoặc là các bạn cầm các bạn thấy nó thẳng này không đẹp, các bạn có thể uốn cong nó đi mà nó không hề bị gãy. Nếu trong khi mà nó đang đủ độ nóng nhất định thì các bạn có thể uốn cong nó được. Tiếp đến là cái chất liệu này nó hầu như không bị ảnh hưởng với cả thời tiết, chẳng hạn như là phơi nắng ở ngoài nắng nó sẽ không bị vàng đi như là nhựa. Nếu mà có vàng đi thì
cũng phải thời gian rất là lâu, rất là lâu. Và cái chất liệu này khi bị xước các bạn có thể đánh bóng lại được rất nhanh, bằng chỉ bằng thủ công, chẳng hạn như là tôi hay dùng giấy ráp 2000 để tôi đánh. Thì đương nhiên cái quá trình đánh giấy ráp thì đánh từ số nhỏ, chẳng hạn như là đầu tiên là có thể là 80, xong rồi đánh dần lên 120, 150 gì đó, 400 hay 600, 1000. Thì cái 2000 ấy là giấy ráp, là cái loại khá là mịn. Còn ở trong công nghiệp ấy thì là có thể lên đến 6 hoặc 7000 thì không nói. Thì về cái chất liệu này khi gia công ấy thì nó không khác gì gỗ cả, nhưng mà nó hơn được được gỗ ở cái tức là nó sẽ không bụi như gỗ. Cái thứ hai nữa là nó không có thớ. Thế cho nên là các bạn khi các bạn gia công, các bạn không sợ là nó bị gãy hoặc thớ. Nó chắc chắn hơn ở cái điểm đó. Thì bây giờ tôi sẽ dùng giũa để tôi giũa nó đi. Các bạn có thể, đương nhiên nhiều bạn có máy mài có thể dùng máy mài. Còn tôi thì tôi vẫn giũa tay, đương nhiên là nó lâu, thế nhưng mà đó là cái đam mê, đó là cái sở thích của tôi. Và đương nhiên khi tôi làm cái clip hướng dẫn thì tôi cũng giũa tay. Để các bạn mua phôi về, các bạn không có máy, không có gì cả, có những cái công cụ rất là đơn giản, thì các bạn cũng biết à, có thể tạo ra được một sản phẩm đẹp và nó phù hợp với cả bản thân của các bạn chỉ bằng những dụng cụ đơn giản như giấy ráp và giũa. Thì khi các bạn đặt tay vào ấy thì các bạn nên chú ý một điều điều ấy. Có nhiều bạn giũa giũa thẳng tắp từ đây vào, và chỗ này cũng thế, giũa thẳng tắp từ đây vào, điều đó thì chưa đúng lắm. Bởi vì tay người đây, các bạn khi các bạn cầm như này, các bạn biết nó sẽ có hơi có võng đúng không ạ, chứ không phải từ đây thẳng tắp vào, mà từ đây thẳng tắp vào mà nó sẽ võng xuống. Cho nên các bạn sẽ phải giũa cái đường đường chéo, hơi chéo xuống, đây là chéo lên này, đây tất cả đều chéo đổ về phía trong này. Và sau đây tôi sẽ giũa. Đương nhiên bạn nào mà cầm bên phải thì sẽ phải giũa ở đầu này. Về cơ bản đấy là cái phôi này có thể phù hợp với cả người bắn tay trái, và cũng có thể người phù hợp người bắn tay trái phải, nếu các bạn tức là qua cái hình giũa các bạn giũa thế nào thôi. Tôi giũa để cho cầm tay trái thì tôi sẽ giũa như này. Bình thường thì tôi cũng cặp vào eto, thế nhưng mà trong trường hợp mà để cho các bạn dễ hiểu, tức là không cần eto thì cũng các bạn cũng có thể làm được, thì tôi sẽ để nó lên một cái miếng gỗ. Chúng ta giũa sao cho khi mà tay không cảm thấy đau nữa thì nó là đạt được một yêu cầu thứ nhất. Và một cấp độ thứ hai nữa là giũa vừa không đau tay vừa đẹp mắt, thì đấy là đạt được cấp độ thứ hai. Đương nhiên ai tạo ra sản phẩm thì cũng muốn là vừa đẹp mắt mà nó lại vừa không đau tay. Chỉ đơn giản là chúng ta dùng giũa để chúng ta vê tròn, bo tròn cái cạnh này đi mà thôi, chứ ngoài ra không có vấn đề gì cả, không có gì khó khăn cả. Còn bạn nào mà làm hỏng được thì thực ra thì có một số bạn mình tặng phôi, các bạn ấy không hiểu được tại sao tôi lại để cái chạc nó vuông như này. Cho nên là các bạn ấy mài đi, có thể các bạn mài đi, tức là trong quá trình tôi làm phôi tôi đã tính toán từ đây đến đây nó là bao cm, chịu lực của nó là bao nhiêu. Đối với độ kéo dây chun của một người bình thường thì kéo ở khổ nặng nhất của từ đây đến đây
là bao nhiêu, khổ rộng bao nhiêu, dày bao nhiêu là tối đa, và cái cổ của nó có chịu được được không. Các bạn có thể mài nhỏ đi, nó sẽ dẫn đến cái việc là cái tính chịu lực của nó sẽ bị yếu đi, thì cái việc mà xảy ra gãy vỡ cũng rất có thể xảy ra. Cho nên là các bạn khi dùng cái cao su làm từ cái chất liệu này, các bạn nên chú ý, tức là bo các cái mũi, cái cạnh này hoặc là những cái góc này cho nó hơi hơi tròn lên một tí, thì khi xảy ra chuyện các bạn làm rơi và đập nó sẽ không bị mẻ, bởi vì đây là cạnh tròn đã được bo rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Mình cũng đang rất đang tức là đang đang dùng rất nhiều loại súng cao su làm từ chất liệu này, và khổ chun mình dùng thì toàn là 3 x 2, dùng chun của GZK có dây độ dày lên đến 1 mm, khổ 3 x 2, và mình kéo sức kéo khá mạnh. Thế nhưng mà chưa bao giờ có cái chuyện là các bạn kéo bắn mà có chuyện là có thể bể chạc, gãy chạc. Cái việc đấy là không thể xảy ra. Thậm chí là tôi đã từng làm hẳn cái clip cho cái ô tô của tôi nặng 1,7 tấn chẹt lên. Chẹt lên để kê hai đầu, để chẹt lên để cho bánh ô tô nó nằm hoàn toàn ở cái phần giữa này, và cũng không bị gãy. Thì tức là cái lực kéo này nó không phải lực đột biến, mà nó chỉ là lực kéo, và lực nó chẳng khác gì là có một cái lực mạnh nó tỉ lên cái chạc này, mà nó không xảy ra chuyện gãy vỡ. Thì các bạn cứ yên tâm, làm sao mà các bạn tay các bạn kéo mà bằng được cái ô tô 1,7 tấn mà nó đè lên đây, đúng không ạ? Đương nhiên nếu mà tôi làm cái clip mà tức là quay từ A đến Z thì sẽ rất là, thứ nhất là sẽ rất là lâu, và cái dung lượng nó rất là nặng, và tôi cũng không thể nào mà tôi up lên mạng một cái clip nó nặng như vậy được. Thế cho nên là tôi cũng sẽ phải cắt ghép cái clip này. Nhưng mà cái vấn đề là giũa như thế nào, đúng không ạ? Đấy, những cái chỗ chẳng hạn như các bạn nên mua một cái giũa gỗ thô và một cái giũa gỗ mịn, thì nó phải có đầu nhọn như này. Thì chẳng hạn những cái chỗ nhỏ như này thì các bạn chỉ có dùng được đầu nhỏ để các bạn giũa thôi, đúng không? Thế chẳng hạn như ở dưới này thì các bạn có thể dùng cái đầu to hơn các bạn giũa, và chạy dài này thì nó rất là nhanh. Nói chung là đương nhiên gia công thủ công thì nó phải lâu. Khi mà tôi kẹp ê tô xoay thì tôi giũa nó sẽ nhanh hơn. Thế nhưng mà trong trường hợp mà các bạn bảo không có ê tô xoay thì làm thế nào, liệu có làm được không, thì tôi câu trả lời của tôi rồi là vẫn làm được bình thường, không có cái vấn đề gì xảy ra. Các bạn khi các bạn làm ấy thì các bạn vừa làm các bạn vừa thử, khi cái chỗ này mà tì vào ấy mà nó tạo thành chỗ lõm này, thì khi tay ta tì vào ấy thì nó chắc, nó không bị di chuyển, là một. Với thứ hai mình cảm thấy không đau tay nữa, nghĩa là đạt. Thứ ba nữa là nó có đẹp mắt hay là không, đẹp mắt là cái cấp độ cao nhất của chế tác. Thế và khi tay chúng ta cầm như này thì ở đầu này ấy, thì chúng ta có thể giũa lõm như bên này cũng được, và chúng ta không cần thiết cũng được, là bởi vì làm sao, tức là khi chúng ta khớp tay chúng ta khóa ở đây, chúng ta cần cái sự vuông góc nhất định thì nó sẽ càng chắc hơn, nghĩa là đầu này hơi giũa tròn đi một tí và đầu này để vuông thì sẽ cầm nắm bám nó chắc hơn.
nó không bị, kể cả mồ hôi tay các bạn ra bao nhiêu lần nữa thì nó vẫn chắc, bởi vì nó có cái cạnh vuông này. Và cái cạnh vuông này chúng ta chỉ cần giũa cho nó mềm đi một tí thôi, chứ không phải giũa sâu như ở bên này. Hoặc các bạn nào thích cho nó tròn trịa hai đầu thì các bạn giũa cũng được, nó chỉ lâu thôi. Chứ còn tác dụng của nó thì nó sẽ không bằng được là các bạn giũa đầu này vê tròn sâu và bên này các bạn để cạnh vuông. Những cái chẳng hạn như là đây, cái này thì phải giũa hơi chéo xuống một tí như này. Cái này thì là khá là thẳng, từ bên này sang bên đây là vuông góc này, vuông góc so với chạc này. Cái này cũng hơi bắt đầu chéo này, và cái này là chéo nhất, là bởi vì bàn tay chúng ta khi xòe ra thì ngón giữa là ngón gọi là thẳng nhất so với cả cả phần cổ tay. Cái này là hơi chéo lên, cái này hơi chéo xuống, cái này là còn chéo nữa, đúng không ạ? Đó thì các bạn không nên là giũa, chẳng hạn như cái này thẳng ngang này, cái này thẳng ngang này, cái này thẳng ngang này. Mình nhìn thấy cây Dragon Mini của Trương An giũa là đều thẳng ngang này. Thực ra về cơ bản ấy là bạn ấy cầm sẽ bị đau tay, bởi vì các bạn ấy không, khi giũa các bạn không thử, tức là vừa giũa các bạn phải vừa hình dung là giũa như nào. Đây, ngón út bao giờ nó bị chéo xuống như này. Đây, ngón này hơi chéo, ngón này thẳng, ngón này lại hơi chéo lên, như này nó mới là đúng. Đấy, tức là mình hướng dẫn cho bạn cái kinh nghiệm là giũa như thế nào là chính. Chứ còn đương nhiên là những cái đường giũa này thì ai cũng giũa được hết. Về cơ bản là không có ai không biết giũa, chỉ có cái người không muốn làm thôi. Do cái thời lượng của clip có hạn cho nên là tôi sẽ tạm thời tôi dừng cái clip giũa ở đây, và để đến khi tôi giũa hoàn thiện xong tôi sẽ lại quay tiếp để cho các bạn thấy các công đoạn gia công khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong phần gia công tiếp theo của cây Glass số 1 của Độc Chiêu, cũng như là gia công chất liệu Plexiglass nói chung. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.